Theo dữ liệu on-chain mà mình có thu thập được thì số lượng Bitcoin bị thua lỗ của những nhà đầu tư dài hạn hiện tại đang tăng lên rất là mạnh, được xem là cao nhất từ trước đến nay. Những dữ liệu on-chain mà mình cung cấp trong video này cũng là một dấu hiệu cho thấy rằng là thị trường đang vào pha tạo đáy của chu kỳ lần này. Tuy nhiên, đây chỉ là những dấu hiệu mà thôi, chứ không phải là giá của Bitcoin nó tăng trở lại rất là mạnh ngay lập tức hay các bạn. Hi, xin chào anh chị và các bạn. Lại là Huy đây, người đồng hành cùng anh chị và các bạn trong các video về lĩnh vực tài chính và thị trường crypto theo góc nhìn phân tích kỹ thuật. Theo dữ liệu on-chain mà mình có thu thập được thì đây là biểu đồ cho thấy rằng là tổng số lượng Bitcoin đang được nắm giữ bởi những nhà đầu tư dài hạn, tức là nhóm nhà đầu tư mà nắm giữ Bitcoin trên 155 ngày hay các bạn. Và đường màu cam ở đây thể hiện cho tổng nguồn cung Bitcoin đang được nắm giữ bởi những long term holder ở trên thị trường ha. Và hiện tại thì từ năm 2010 cho đến thời điểm hiện tại thì đường màu cam này liên tục có xu hướng tăng lên ha các bạn, chứng tỏ rằng là những long term holder họ vẫn đang tiếp tục tích lũy vào khi mà giá của Bitcoin liên tục giảm trong những cái thời kỳ mà downtrend của thị trường ha. Và đây cũng là được coi là một smart money, bởi vì là khi mà giá của Bitcoin là đường màu đen nó tăng lên thì cái đường màu cam này nó sẽ giảm xuống, giống như là ở chu kỳ năm 2017-2018. Và khi mà giá Bitcoin nó giảm xuống thì đường màu cam này nó sẽ tăng lên ngược lại ha các bạn, chứng tỏ rằng là lúc đó là lúc mà những long term holder họ đang bắt đầu là tích lũy thêm Bitcoin vào và gia tăng cái tổng nguồn cung Bitcoin nắm giữ của những long term holder, chính là những cái giai đoạn mà giá Bitcoin đang nằm trong giai đoạn downtrend, giống như là ở năm 2018 cho đến 2020. Và hiện tại thì các bạn thấy được là ở năm 2022 này thì giá của Bitcoin liên tục giảm và đường màu cam này nó cũng đang liên tục tăng lên, chứng tỏ rằng là những long term holder hiện tại họ vẫn đang tiếp tục tích lũy vào. Trong đợt sập gần đây của sàn FTX thì nó cũng đã ảnh hưởng đến tâm lý của những nhà đầu tư dài hạn, và chúng ta cũng sẽ thấy rõ qua video on chain của những nhà đầu tư dài hạn. Chúng ta thấy được là khi mà cái fork của sàn FTX bị sụp đổ, nó được tung ra thì giá của Bitcoin đã giảm đi một nhịp này, chính là đường màu đen ở đây là giá của Bitcoin đã giảm đi, và đường màu cam ở đây cũng giảm đi một nhịp, chứng tỏ rằng là những long term holder họ đã bán ra trong sự hoảng loạn ở thời điểm đó, khiến cho giá Bitcoin đã giảm thêm một nhịp từ vùng 17.000 chỉ còn là vùng 15.500 đô ha. Nhưng mà hiện tại thì họ đã bình tĩnh lại và họ tiếp tục tích lũy Bitcoin vào, và cái đường màu cam này nó tiếp tục nó tăng lên. Tiếp theo là một chỉ số quan trọng cho biết là tổng nguồn cung Bitcoin đang bị thua lỗ và được nắm giữ bởi những nhà đầu tư dài hạn đang là bao nhiêu. Thì chúng ta thấy được là đường màu cam ở đây chính là cái nguồn cung Bitcoin đang bị thua lỗ đó, và nó đang tăng lên rất là mạnh và nó phá cả cái vùng đỉnh cũ năm 2015, năm 2016 ha các bạn. Và hiện tại chúng ta thấy được là có rất là nhiều nhà đầu tư trên thị trường hiện tại đang bị thua lỗ bởi cái lượng nguồn cung này lên đến là tầm 6 triệu Bitcoin trong tổng số là 13,8 triệu Bitcoin đang được nắm giữ bởi những nhà đầu tư dài hạn. Tức là nó đang bị thua lỗ khoảng 43% nguồn cung được nắm giữ bởi những nhà đầu tư dài hạn ha các bạn. Và chúng ta thấy được là ở những chu kỳ lần trước như là năm 2015, 2016, 2019 và 2020 thì chúng ta thấy được là khi mà cái nguồn cung Bitcoin này nó tăng mạnh lên và nó chạm vào những cái vùng kháng cự, cũng như là có rất là nhiều nhà đầu tư dài hạn bị thua lỗ, thì lúc đó giá của Bitcoin chính là đường màu đen. Nó sẽ có khả năng cao là tạo đáy của một chu kỳ tăng giá của Bitcoin ha các bạn, giống như là năm 2015, 2019 và 2020. Và chúng ta thấy được là hiện tại nó cũng đang tăng lên và phá cả cái vùng đỉnh cũ, cho thấy rằng là khả năng mà Bitcoin đang gần đáy của chu kỳ cũng như là bước vào một pha tạo đáy thì nó đang có xác suất tăng lên rất là cao. Tuy nhiên, đây không phải là một thông tin giá của Bitcoin đã tạo đáy cũng như là tăng lên mạnh rất là mạnh ngay lập tức nữa ha các bạn, bởi vì là mình có xem qua một chỉ số nữa, đó là Net Unrealized Profit Loss, tức là cái mức lợi nhuận và thua lỗ chưa được thực hiện ha các bạn, của những nhà đầu tư ở trên thị trường, tất cả các nhà đầu tư luôn. Và chúng ta thấy được là khi mà cái đường màu cam ở đây nó chạm đúng cái vùng màu đỏ, chính là cái khu vực mà kháng cự cũng như là vùng quá mua của thị trường, lúc đó thị trường đang tăng rất là sốt rồi, rất là nóng luôn ha các bạn, thì lúc đó giá của Bitcoin thường có cái xu hướng là tạo đỉnh của chu kỳ, giống như là năm 2017-2018 này và 2014-2015 và gần đây nhất đó là năm 2021. Và hiện tại thì khi mà chỉ số này nó chạm vào vùng màu xanh thì khả năng đây chính là những khu vực mà giá của Bitcoin sẽ có xu hướng là nó sẽ tạo đáy của chu kỳ, giống như là năm 2017
2015 và năm 2019. 2019 thì cái chỉ số này nó chỉ vừa chạm đúng vào vùng màu xanh ở đây thôi, màu xanh nước lá cây ở đây, thì nó đã bật lên rất là mạnh, cho thấy rằng là cái vùng này nó đang được tôn trọng cũng như là vùng hỗ trợ rất là tốt ở trên cái chỉ báo kỹ thuật này các bạn. Và hiện tại thì mình đang thấy rằng là đường màu cam này nó đang tiệm cận về vùng màu xanh, và ở những lần trước thì vùng màu xanh này nó đóng vai trò là một vùng hỗ trợ rất là tốt, chứng tỏ rằng là lúc đó ở các nhà đầu tư ở trên thị trường á, họ đã bị thua lỗ rất là nhiều rồi, và có rất là nhiều người họ cũng đã bán ra để cắt lỗ. Vì vậy cho nên là khả năng mà tạo đáy của chu kỳ nó cũng tăng lên khá là cao. Tiếp theo là chỉ số Spend Output Profit Ratio, và chỉ số này cho thấy rằng là hành động bán ra của tất cả các nhà đầu tư ở trên thị trường. Và khi mà chỉ số này nó tăng mạnh lên mức 1, điều đó cho thấy rằng là các nhà đầu tư họ đang bán ra trong cái mức là có lợi nhuận hay các bạn. Giống như là những cái thời điểm mà giá của Bitcoin nó tăng mạnh lên, là đường màu trắng này nó tăng mạnh lên, thì chỉ số này nó tăng vượt cái mức 1 thôi các bạn. Nhưng mà khi mà giá Bitcoin nó giảm mạnh xuống, giống như là ở chu kỳ downtrend năm 2018-2019, thì chỉ số này nó đã giảm xuống rất là mạnh, và nó giảm xuống dưới cả cái mức 1. Và lúc đó cho thấy rằng là các nhà đầu tư nếu như mà họ bán ra thì họ sẽ có cái mức được coi là họ bị thua lỗ hả các bạn. Và điều này chúng ta thấy được là hiện tại thì chỉ số này nó đang có một cái vùng hỗ trợ ở quanh cái khu vực là tầm 0.87, và chỉ số này khi mà nó chạm đúng cái vùng màu xanh này thì có xác suất là giá nó sẽ tạo đáy của chu kỳ. Nhưng mà chúng ta đang thấy rằng là nó đang cách cái vùng màu xanh này một đoạn khá là xa, chứng tỏ rằng là năm 2023, có thể là quý 1 hoặc là quý 2, thì giá của Bitcoin sẽ còn một nhịp giảm mạnh nữa, có thể là nó sẽ tạo đáy của chu kỳ sau cái đợt giá giảm đó luôn. Và chúng ta thấy được là ở những cái chỉ báo on-chain này á, nó có xác suất chính xác cũng khá là cao, giống như là ở năm 2021 này, khi mà chỉ số Spend Output này nó tăng mạnh lên cái vùng màu đỏ, thì lúc đó chúng ta thấy được là có rất là nhiều nhà đầu tư họ đang bán ra với cái mức có lợi nhuận hay các bạn. Và lúc đó chúng ta thấy được là giá của Bitcoin đã tạo đỉnh của chu kỳ ở năm 2021. Tiếp theo là thông tin về nhà đầu tư trong Shark Tank của Mỹ, đó là Kevin Leary vừa phát biểu tại phiên điều trần về vụ sụp đổ của sàn FTX là do những hành động của sàn Binance. Bởi vì trước đó thì ông Kevin này đã hỏi Sam rằng là tiền mặt nó đã đi đâu hết rồi, thì Sam đã nói rằng là một trong những lần mà sử dụng tiền mặt nhiều nhất đó là mua lại cổ phần từ sàn Binance, bởi vì là trước đó thì sàn Binance đã sở hữu là 20% cổ phần của sàn FTX. Bởi vì là sử dụng tiền mặt quá nhiều cho nên là sàn FTX đã gặp vấn đề về khả năng thanh khoản, và nó khiến cho tình trạng đó là khủng hoảng thanh khoản nó đã được diễn ra ở trên sàn FTX. Tuy nhiên, CZ cũng có nói trên Twitter là nhà đầu tư Shark Tank Mỹ này đã nhận 15 triệu đô tiền lương làm người phát ngôn của sàn FTX, cho nên đã thay đổi cách nhìn về thị trường crypto và liên kết với một kẻ lừa đảo như Sam FTX. Qua những thông tin này thì mình vẫn giữ nguyên quan điểm của mình từ các video trước, đó là vụ sập của sàn FTX có khả năng cao là một vụ lừa đảo, bởi vì là Sam Bankman đã làm rất là nhiều điều sau lưng của các nhà đầu tư. Ví dụ như Sam Bankman đã thiết lập một cửa sau bí mật để chuyển tiền của những nhà đầu tư cũng như là những người dùng ở trên sàn FTX sang quỹ đầu tư Alameda Research, và sử dụng số tiền đó với mục đích là chi tiêu cá nhân cũng như là mua nhà này, hoặc là vận động chính trị. Và còn nhiều sự thật khác nữa thì mình cũng đã có một video để làm về vấn đề này, anh chị và các bạn có thể xem lại trong video này nhé. Cuối cùng là về biểu đồ kỹ thuật của Bitcoin trên khung thời gian tuần, và biểu đồ này nó có thể trả lời được câu hỏi đó là giá của Bitcoin có sập thêm một lần nào nữa hay không. Thì chúng ta thấy được là xu hướng chính của Bitcoin trên khung thời gian lớn, đó là khung thời gian tuần, đang là một xu hướng giảm, thể hiện qua rõ cấu trúc đó là đỉnh sau nó đang thấp hơn các đỉnh trước, và đáy sau nó cũng đang thấp hơn đáy trước. Và mình nghĩ rằng là với xu hướng giảm này nó có thể là xảy ra thêm một nhịp sóng tiếp diễn nữa, tức là sẽ còn một nhịp sóng giảm nữa ở quanh khu vực là tầm 12 cho đến 13.000 đô trên khung thời gian tuần. Và đây cũng chính là target của mô hình hai đỉnh trên khung thời gian tuần ha các bạn, chính là đường màu xanh nước biển ở đây, và khả năng cao thì vùng hỗ trợ 10.000 cho đến 13.000 đô này nó sẽ là một vùng hỗ trợ khá là tốt cho giá của Bitcoin. Kịch bản này nó sẽ bị thất bại khi mà giá Bitcoin tăng một mạch rất là mạnh lên phá vùng 25.373 đô ở đây ha các bạn. Đây chính là một vùng đỉnh dẫn đến đáy thấp nhất trong một xu hướng giảm, và khi mà vùng 25.000 này nó bị phá vỡ thì nó sẽ tạo nên cấu trúc ra là đỉnh sau nó cao đến trước, và lúc đó chúng ta sẽ thấy được là xu hướng tăng nó có thể sẽ được thiết lập ở trên khung thời gian tuần, và lúc đó Bitcoin có khả năng sẽ tạo đáy thành công. Còn trên khung thời gian ngày thì như các bạn cũng đang thấy trên màn hình, Bitcoin đã có một nhịp sóng hồi kỹ thuật, tức là giá Bitcoin đã tăng từ vùng 16.000 tăng lên đến vùng là 18.000 đô, và nó đã retest lại cái vùng mà hỗ trợ cũ nó đã bị phá các bạn. Và lần này nó đã retest, mình nghĩ rằng là khả năng cao là tầm 70%
là đã retest thành công và nó xuất hiện một cụm setup mang chiều hướng giảm, đó là cụm setup bearish engulfing, là một cụm nhấn chìm giảm giá hay các bạn, với một cái nến mang chiều hướng là từ chối giá tăng, và hôm qua đã đóng nến là một cái nến giảm mạnh, cho thấy rằng là cái phe bán hiện tại đang chiếm ưu thế trở lại rất là mạnh trên thị trường. Và khả năng thì giá của Bitcoin nếu như nó phá cái đường trend line, đường xu hướng tăng màu đỏ này, thì giá của Bitcoin sẽ còn một nhịp sóng giảm về dưới cả mức là 15.490 đô này hay các bạn. Và đây là cái dự phóng cũng như là cái phân tích của mình, bởi vì là mình có check lại ở trong quá khứ thì chúng ta thấy được là mỗi lần mà giá Bitcoin đang nằm trong một xu hướng giảm này và nó phá đường trend line, đường xu hướng tăng màu đỏ ở đây, thì giá nó sẽ rơi một nhịp rất là mạnh hay các bạn. Và chúng ta thấy được là nó đã xảy ra ở giai đoạn là tầm tháng 6 2022 này, ở giai đoạn tháng 7, tháng 8, 9 cũng có nè, khi mà giá nó sập một phát, gãy cái đường trend line màu đỏ ở đây, giá nó lên retest và thiết lập một cái cụm bearish engulfing và giá của Bitcoin đã tiếp tục giảm ngay sau đó. Và ở đây cũng đã có một cái đường trend line xu hướng tăng và giá nó rơi thì nó sẽ rơi rất là sâu. Và trong lần này chúng ta sẽ chờ thêm là tầm 2 cho đến 3 ngày nữa, nếu như nó đóng nến ngày dưới cả đường trend line xu hướng màu đỏ này thì các bạn thấy được là giá Bitcoin sẽ có xu hướng giảm về khu vực là tầm 15.000 đô nếu như cái đường xu hướng tăng này nó bị phá vỡ. Cuối cùng là trên khung thời gian ngắn hạn, khung thời gian 4 giờ, chúng ta đã thấy được là giá Bitcoin đã tạo nên một kênh xu hướng tăng trong ngắn hạn, và đây là một cái kênh xu hướng mà nó hồi theo cái phân tích kỹ thuật mà thôi. Và giá sau khi mà nó chạm vào Fibonacci 0.5 ở đây ở vùng 18.200 đô thì nó đã thiết lập nên một cụm setup, đó là bearish engulfing. Và sau khi mà nó thiết lập cụm setup bearish engulfing này thì mình đã có một vị thế short, và như trên màn hình thì các bạn cũng đang thấy được đó là vị thế short của mình, và hiện tại mình đang có lợi nhuận và mình cũng đã dời điểm cắt lỗ về điểm entry của mình, tức là mình đã đảm bảo là cái lệnh này nó không có còn rủi ro nữa, và target của mình thì nó sẽ rơi vào khoảng là vòng 16.931 đô. Và các bạn thấy được là với cái kênh xu hướng này có khả năng nó sẽ bị phá vỡ khá là cao, bởi vì là hiện tại thì nó đã có những cây nến là đóng nến phía dưới cả cái kênh xu hướng tăng này, và khả năng nó sẽ tiếp tục rơi về vùng 16.805 đô thì nó có xác suất là tầm khoảng 60-70%. Còn ở đây nếu như nó bật lên lại thì nó sẽ có xác suất là tầm 30-40%. Trong vài ngày tiếp theo mình sẽ vẫn tiếp tục quan sát rằng là giá của Bitcoin nếu như nó phá được đường xu hướng màu đỏ ở đây thì nó sẽ còn một nhịp sóng rơi khá là sâu nữa ha các bạn, cho nên chúng ta cần lưu ý. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến trận chung kết World Cup năm nay giữa Pháp và Argentina, và để nhận phần thưởng từ sự kiện của Coin 98 thì các bạn cần có một trong hai logo của đội bóng này, và nếu như đội bóng nào vô địch mà các bạn có nắm giữ cái logo đó thì chúng ta sẽ chia sẻ cái giải thưởng, đó là 35.000 token C98 có trị giá là khoảng 200 triệu Việt Nam đồng. Nếu các bạn đã có điểm X thì dùng 20.000 điểm X để chọn được logo một trong hai đội bóng này. Và những logo đội bóng thua thì chúng ta cũng có thể dùng để đổi sang một trong hai đội bóng này luôn nhé. Bài viết hướng dẫn chi tiết của sự kiện này thì mình sẽ để ở dưới phần bình luận của video để các bạn có thể được xem chi tiết hơn nhé. Tóm lại, qua dữ liệu on-chain thì mình đang thấy rằng là có rất là nhiều nhà đầu tư dài hạn họ đang bị thua lỗ trong giai đoạn này. Và năm 2023 theo dữ liệu kinh tế vĩ mô thì nó vẫn sẽ còn rất là khó khăn và có khả năng gây nên một tình trạng, đó là suy thoái kinh tế trên diện rộng. Vì vậy dòng tiền mới vẫn chưa chảy vào thị trường crypto, cho nên là vẫn sẽ còn xác suất là tầm 60-70% là giá của Bitcoin sẽ còn một nhịp sóng giảm mạnh nữa để nó rũ bỏ những nhà đầu tư mà bị hoảng loạn, và sau đó thì nó sẽ chính thức là tạo đáy của chu kỳ lần này. Mình dự đoán đáy của chu kỳ lần này nó sẽ có xác suất là rơi vào khoảng quý 1 năm 2023, và nếu như anh chị và các bạn có dự đoán nào khác thì nhớ để lại ở dưới phần bình luận của video này nhé. Nếu anh chị thấy thích video này và muốn nhận thêm nhiều thông tin hữu ích đến từ kênh YouTube của team mình thì nhớ nhấn like video và subscribe kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất từ team mình nhé. Mọi phân tích của mình chỉ mang yếu tố là thông tin tham khảo và chia sẻ quan điểm cá nhân, quyết định đầu tư là nằm trong tay của anh chị và các bạn. Video này không phải là khuyên đầu tư tài chính. Video này của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.